KTM Duke 390 sở hữu thiết kế tổng thể lạ mắt và có phần cá tính cho người sử dụng. So với bản sao Duke 200, nó đã có những thay đổi rõ ràng: đề can 390, hệ thống phanh đĩa ABS, bộ phận bảo vệ tay, bánh xe to hơn. Về tổng thể, chú Nextbike này được thiết kế hoàn hảo như những anh em của nó, và bạn sẽ chẳng thể nào tìm bất kỳ tiếng lúc lắc hay tiếng rít từ bất kỳ bộ phận nào của xe. Đèn hậu phía sau Duke 390 và cặp xi nhan được thiết kế nhỏ gọn, kèm trang bị dạng LED. Chắn bùn sau được vứt dài ra phía sau và cũng là nơi để gắn biển số. Tay nắm ba ga phía sau tích hợp sát vào thân xe, tiện dụng cho việc dê dắt xe ở những nơi chật hẹp trong đô thị và tăng thêm tính thẩm mỹ cho xe. KTM Duke 390 được trang bị động cơ xi lanh đơn 4 thì, dung tích 375cc và làm mát bằng nước, cho công suất cực đại lên đến 32kW, mô men xoắn cực đại đạt 35Nm. Xe được trang bị hộp số côn tay 6 cấp và bị giới hạn vòng tua máy nhất định ở mỗi dãy cấp số khác nhau. Hệ thống giảm xóc của xe hoạt động khá ổn định trên mọi địa hình khác nhau. Xe sử dụng giảm xóc trước loại WP Suspension, hành trình ngược Upside Down và giảm xóc sau dạng WP Monoshock. Khung sườn thiết kế theo kiểu mới mắt cáo với chất liệu thép chắc chắn và được sơn màu cam nổi bật đặc trưng của thương hiệu KTM, giúp cho trọng lượng thân xe nhẹ hơn chỉ ở mức 139kg. Trọng lượng xe nhẹ cũng giúp cho xe tiêu thụ chỉ khoảng 45km trên lít. Quý vị và các bạn thân mến, Quang Đạo vừa được trải nghiệm chiếc xe KTM Duke 390 của anh Minh. Và với những gì mà anh Minh chia sẻ về tính năng cũng như là ưu việt của chiếc xe này thì Quang Đạo thực sự là đã cảm nhận được sức mạnh của nó khi mà trải nghiệm. Ấn tượng hơn hết đó là với tiếng bô. Tuy rằng là có nhiều người nói rằng bô của KTM thì không được hoành tráng, không được ầm ĩ. Tuy nhiên thì chiếc xe này đã được thay thế một chiếc bô khác mang sức mạnh và cũng như là cá tính hơn hẳn.